Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 2 trong dạng 3. Bài toán cho biết hiệu nhưng dấu tổng. Chúng ta có nội dung đề bài như sau. Tìm hai số biết trung bình cộng của hai số là 1001, hiệu của hai số đó là 802. Đề bài cho biết trung bình cộng của hai số. Đề bài cho biết hiệu của hai số, vậy hiệu có rồi, trung bình cộng thôi. Và chúng ta từ sự kiện trung bình cộng chúng ta sẽ tính được tổng của hai số đúng chưa? Tổng của hai số này sẽ bằng trung bình cộng nhân 2 trung bình cộng tức là bằng 1001 nhân 2 thì bằng 2002. Để bài cho hiệu rồi. Hiệu đề bài cho hiệu của hai số bằng 802. Khi đó chúng ta sẽ tính được số lớn bằng tổng cộng hiệu chia 2. bằng 2002 cộng với 802 rồi chúng ta chia cho 2. Và số bé chúng ta sẽ bằng tổng trừ hiệu chia 2 bằng 2002 trừ 802 và chia cho 2. Vậy chúng ta trình bày bài tập như sau, bài giải. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm tổng của hai số. Tổng của hai số sẽ bằng trung bình cộng là 1001, chúng ta nhân với 2 bằng 2000 rồi, bước tiếp theo chúng chúng ta tìm số lớn. Chúng ta thay công thức của tôi, tổng cộng hiệu chia 2. 2002 cộng với 802 rồi chúng ta chia cho 2. Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp nhé. 2002 cộng 802. 2002 cộng 802 này. 2 cộng 2 bằng 4, 0 cộng 0 bằng 0 này. 0 cộng 8 bằng 8, hạ 2. 2804. ta chia tiếp cho 2. 2 chia 2 được 1, 1 x 2 bằng 2, 2 chia 2 hết này. À 8, 8 chia 2 được 4, 4 x 2 bằng 8, 8 chia 8 bằng 0 này. À 0 xuống, 0 chia 2 bằng 0, 0 x 2 bằng 0, 0 chia 0 hết này. hạ 4 xuống, 4 chia 2 bằng 2, 2 x 2 bằng 4, 4 chia 4 bằng 0. Vậy chúng ta được 1.402. Tương tự chúng ta sẽ tìm được số bé. số bé sẽ bằng tổng trừ hiệu chia 2 2002 trừ đi 802 và chia cho 2 bằng 2002 2 trừ 2 bằng 0 0 trừ 0 bằng 0 0 không trừ được cho 8 10 trừ 8 được 2 viết 2 nhớ 1 trả 1 sang 2 trừ 1 được 1 1200 chúng ta đem chia cho 2 thì được 600 cái đáp số bài toán. Bài toán này chúng ta có hai đáp số. Một nghìn bốn trăm và số bé. 600. trăm. Như vậy chúng ta cũng đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 2 trong chuỗi video về giải toán tìm hai số không biết tổng và hiệu với dạng số 3 bài toán cho biết hiệu và đề bài ẩn tổng. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của khách